Hello mọi người. Bây giờ là 6 giờ gần 6 giờ 15 tối thứ chiều thứ 3. Mình đang ở một nhà hàng Việt Nam. Hôm nay mình với ông Dustin, tối hôm qua mình với ông Dustin cãi nhau, gây nhau, hai đứa ngủ hai nơi. Hôm nay mình đi ăn một mình. Thường thường mình rất là hiếm khi mà đi ăn nhà hàng một mình lắm nha các bạn. Nhưng không muốn về nhà cho nên ở đây ngồi ăn hơi bực bội các bạn ơi. Tôi nói cuộc sống mình thường thường nó có chuyện về chỉ có cãi nhau với ông Dustin thôi. Mà khi nào cãi nhau như khi bực bội là thấy mình không có muốn về nhà. Thường thường cãi nhau thì cãi nhau nhưng mình vẫn về nhà. Nhưng hôm nay ngồi để ăn xong đi tăng tang tới công viên ngồi từ tối rồi về mệt quá. Mình coi menu rồi cuối cùng vẫn chọn món phở đặc biệt mà ăn, chứ không thích ăn những món khác. Ăn cái gì là quen rồi, chọn một món ăn thôi. Con món cơm xương vậy này nọ thì mình cũng không thích lắm. Có thấy đình nắng món vịt cái gì đó, bún vịt, hủ tiếu vịt gì đó, nhưng mà người ta không có rau cho nên mình không có ăn món đó. Thường thường á, một tháng nó đi ăn khoảng hai bữa thôi, nhưng mà cái tháng này ta nói là vượt chỉ tiêu rồi. Sáng nay đi ăn 4-5 lần rồi, mới đi du lịch về tiêu cả hơn 200 đô, bây giờ đi ra ngoài ăn tiếp nữa. Bạn biết bên này mà cứ đi ra ngoài ăn thôi là tôi nói em có tiết kiệm được đông nào không các bạn. Mà đôi khi mình nghĩ tiết kiệm cho nhiều mà không dám ăn, mà tới khi mà lỡ có chuyện gì mà chết rồi cũng mệt. Đi làm về cứ tiết kiệm cho nhiều, biết là tiết kiệm để mua nhà rồi mà thôi. Thỉnh thoảng cũng ra ngoài ăn vài ba bữa cho nó thỏa mãn cái miệng của mình. Mặc dù ăn vào xong rồi cũng đi ra hết, chứ cũng để lại được nhiều. Nhưng mà nó vui, miệng sau ăn vào cái miệng được hạnh phúc trong lúc đó là cũng ok rồi. Thank you. Phở ra rồi. Cái phở này 11-12 đô đấy các bạn. Nước phở cũng tệ lắm. Tranh thủ để cố gắng ăn hết một tô này có thể ăn có được không? Cái nói vợ chồng con cái đúng là nơi nhau mới gặp nhau các bạn ơi. Mà thấy hiếm cặp nào mà nói không cãi nhau với yêu thương nhau 100%. Yêu có ghẹp có. Mình để ý cái chỗ này á, thịt bò á, mà sao nó có thịt bò mà nó có màu giống như bảy sắc không? Cay quá. Mọi người biết nhiều khi mình nghĩ con người đẻ ra rồi ăn lớn lên đi làm cày bừa ra ngoài xã hội gánh đua rồi cuối cùng được cái gì, cuối cùng cũng chết. Thì cái mục tiêu của cái sự sống và cái sự gánh đua là gì? Cuối cùng cũng chết thôi. Phụ nữ chán buồn là đi mua sắm. Mình đi tìm một đồ. Mua một ít đồ. Nói chung cũng mua gì nhiều các bạn ơi. Mua mấy cái cột tóc. Chân này là một đồ nha mọi người. Mua thêm mấy cái
cái cài nữa, nhiều khi cần cái cài để mà cài tóc lấy mà thoa kem trên mặt á, mà không có cỏ. Mấy bữa mua ba cái cài mà nó không có được ấy. Mình hay bỏ phòng khách một cái, phòng ngủ một cái, phòng phòng tắm một cái, chỗ này một cái, chỗ kia một cái. Nói chung là nó cũng không có ấy lắm, nhưng mà sai tạm như vậy. Tao hỏi có ai mà nhắn tin với ông Dustin á, nói cho ông biết là tôi đang ở ngoài đường, ở ngoài đường hít thở không khí một chút. Ông không cần nhắn tin lại luôn các bạn, ông không nhắn lại luôn. Tại vì biết sao không, ông giật mình nè, tối quá cãi nhau á, cãi nhau mình nói muốn có một người vợ mà nấu ăn cho ông á, thì ông đi kiếm vợ khác mà lấy. Mà một lần á, mà mình nói cái câu đó, nói đại loại như là kiếm vợ khác phải ly hôn này nó, là ông điên người làm các bạn. Bởi vậy ông không trả lời tin nhắn của mình. Mình đang phân vân là không biết có nên về nhà hay là đi công viên chơi đây nữa. Cha Dustin chưa về nè các bạn ơi, biết đi đâu mà nó chưa về luôn. Vậy mình đi vào nhà tắm rửa đã. Mọi người ơi, Dustin và Nhi đây, hẹp dần nhau rồi mọi người ơi. Hôm nay là tối thứ năm mà ngày mai thứ sáu mình xin nghỉ ở nhà. Chưa biết ngày mai sẽ làm gì mà muốn nghỉ một 3 ngày trong tuần này, cho nên xin nghỉ ngay hôm nay. Mình đang hâm súp để đang ăn, con Dustin thì ngồi bên đó nói chuyện với mấy thằng cả. You okay? Tired. Icky. Tao nói dần nhau với ông hai đêm ông ngủ ngoài sofa. Con mình ngủ trong giường mà mình nhớ mình ngủ cũng được các bạn. Mò ai hâm hồ hơn anh? Mình nhớ mình ngủ cũng được mà tao nói tới khi hết dần nhau rồi ông vào trong phòng ông ngủ á, tao ngủ ngon dễ sờ. Anh có nhớ em không anh? Không nhớ. Anh có ngủ ngon không? Dạ. Sao? Anh nói anh không ngủ ngon, bây giờ anh nói là anh ngủ ngon sao? Rồi sao, ngủ ngon. Anh ngủ ngon à? Ai, nhớ hai? Nhớ hai? Tối nay mình ăn chả bánh canh con dư lại từ hôm qua các bạn ơi. Bún này mua bún làm sẵn. There's trong đây có thịt với cá thiêu nè. Mình đó, bây giờ tối nay ăn như vậy thôi ha. Mọi người, mình cho mọi người xem cái này gớm vô cùng. Thằng cha Dustin á, đồng nghiệp của ông dọn dẹp nhà cửa ai đó. Đây là cô đó, cô nói đây là cái áo ấm của chị gái của em gái của cô đưa cho Dustin đem về cho mình, là cho mình mặc, tại vì cái size nó trong cái size mình mà mình giặt mà các bạn thấy chưa, thấy nó kinh khủng chưa, không biết cái thứ này là thứ gì mà giống như than bụi màu đen á các bạn. Mà thằng cha Dustin nó nói nó đặt, nó giặt rồi nha, nó bỏ trong trong cái ấy quần áo dơ xong rồi á, tự nhiên một ngày mình thấy nằm trong tủ quần áo mà nằm trộn lẫn với áo quần của ông, thì mình hỏi là giặt chưa, ông nói giặt rồi mà các bạn thấy mình đem ra mình giặt tay lại, mà các bạn thấy nó kinh hồn chưa. Mọi người, mình xả nước này là nước thứ 10, mình ngâm xà phòng 2 lần rồi mình xả, thì đây là nước thứ 10 mà các bạn thấy vẫn còn cái đồ đen giống như cái người mặc áo này bị rớt vào một động than vậy các bạn ơi, kinh khủng thật. Chào buổi sáng mọi người ơi, hôm nay là sáng chủ nhật, đang nằm trên giường, bây giờ cũng đã 9:30 rồi, 9:30 sáng. Sáng nay ăn sáng món gì biết mọi người biết không? Hôm qua ông Dustin làm cho mình cái món này là bột với đậu, mà nó ngon mọi người ơi, với bơ. Cái này ăn là nghiền luôn á. Mình ăn cái này là cái thứ tư. Khó ăn đã, ăn nổi không được. Đây có một bi này nè các bạn. Đó. Ôi giời,
Sáng nay ông Dustin ông ngủ nướng với mình tới 8 giờ ông mà dậy thường thường là ông dậy 5 giờ, 6 giờ là ông đầm lo mò ông dậy ông ra ông nói chuyện với mấy con cá rồi ông quay tivi này nọ thế kia rồi ông nấu bữa sáng, còn sáng nay 8 giờ ông mới ngủ ngủ dậy. Còn mình á, mình ngủ nướng. Mà điều bữa nay hình như già rồi ngủ nó cũng không được nhiều nữa các bạn. Trước kia ta nói là ngủ nhiều khi ngủ tới 10 giờ 11 giờ sáng luôn. Nhưng mà bữa nay khoảng ngang 8 giờ tầm rưỡi là dậy rồi. Có khi đi bữa sáng đi làm thì khoảng 7 rưỡi là dậy. Cái này nó gọi là tea cake. Waiting for chair. À, sướng. Sướng, sướng, sướng. Cảm ơn anh yêu. I'm gonna go look around for generators. Oh boy. Yeah, you knew what I was going to get. Oh. Cảm ơn anh yêu. Mọi người ơi, tôi nói tự nhiên hồi nãy đang đi nhà vệ sinh điện cấp. Mà bên này ít khi là mà điện cấp đó, trừ khi mà bão lũ hay là cái gì đó nghiêm trọng các bạn. Thì mình gọi và người ta nói là tại vì ở ngoài đường là có một cái vụ tai nạn mà người ta tống vào cái cục điện cho nên cả cái khu này là bị mất điện luôn. Thật sự không có điện là không có biết làm cái trò gì luôn các bạn ơi. Mới ăn xong nửa ly chè rồi bây giờ đang nằm cặn hạt hướng dương. Cái ông Dustin thì ông đi ra ngoài ông tìm ông xem máy máy phát điện á các bạn, ông mua cái máy chạy điện, máy phát điện nhỏ chạy bằng xăng để khi nào mà đi du lịch bụi mà đem theo mà làm đồ này sạc đồ hoặc là nấu đồ này nọ mà kiên trả đó nhiều chuyện mà mình thấy cũng cần đâu mà phải đi mua một cái máy phát điện mà đem theo. Máy phát điện ông nói có cái loại nhỏ có thể xách đi được mà nó cũng không có ồn. Chào mọi người ơi, lâu ngày ha. Và cho bữa nay thứ sáu, bữa đấy mà gần hết tháng chín rồi mọi người. Ông Dustin hâm hồ đây. Làm gì mà hâm hồ? Didn't even say anything. Ông không chịu cào rau. Không hôn thì thôi. Bữa nay mình nãy không cào rau là không hôn. Khi nào mà cào rau mày hôn lần. Mấy bữa nay hai đứa cứ không thèm đi thôi. Không cha này y tá mà giống như là ông Robinson ngồi đảo huống mà dễ sợ. Không huống không gì. Ôi mày, ôi rồi là rồi, đang đi chơi chỗ à mua ít đồ ăn mà đang đói bụng các bạn ơi. Một lần mà đói bụng mà đi mua đồ ăn đi mua. You've been hungry all week. Một lần đói bụng mà đi mua đồ ăn là tao nói cái gì cũng muốn mua hết. You wanna eat first tonight? You wanna eat at sale? Mấy bữa nay người mệt mỏi mọi người ơi, kiểu như nhỏ nó không có năng lượng để mà đi luôn mà mệt mỏi dễ sợ. Ăn uống cũng không có đầy đủ chất nữa tại vì lười không có nấu ăn. Tao nói in Illinois, does it take you an hour to make food? It takes like 2 days. Một lần mà mình phải vào bếp nấu là các bạn mất từ 4 tiếng tới 6 tiếng đồng hồ. Ai nấu nhanh hay nấu ngon gì mình không biết, cho con mình là nấu dở, vừa dở rồi mà vừa lâu nữa. Bởi mình về nhà rồi mọi người ơi, mới tắm rửa xong và bữa tối cho ngày hôm nay là cái gì biết không mọi người? Chè. Chè mà không có cái lý lần lượn mà bỏ chơi vô cái tô luôn. Chè này chè đống sướng thôi hả? Không phải đống sướng, chè thật hay là gì đó. $3. Ăn như vậy. Thế cơm. Cái chi? Hey. Cái chi? Honey. What? Don't give me left. Nhiều chuyện. Để mình kể chuyện cho bạn, các bạn nghe ông thầy bói nói gì. Ông thầy bói nói gì về tương lai của vợ chồng mình. Thầy nói mẹ của mình thỉnh thoảng đi xem bói các bạn. Bữa nay đỡ rồi, con kia trước hay đi coi bói lắm.
coi mấy đứa con. Tại khi nói về mình á, phiền mình á, thì nói chứ, thầy bội phản. Cô này á, tương lai khổ đường chung, thì thầy là không thể nói rõ ra được. Mà một trong những cái trường hợp sau đây có thể là chồng đau ốm là nó phải chăm sóc, hoặc là chồng chết là sống mình, hoặc là chồng vợ ly hôn ly dị. Thì nói như vậy á, mình mới nghe xong mình thấy bực bội ghê lắm. Mình nói nãy đi coi bội làm gì mà coi bội ra ma quẹt nhà ra rạc. Khi trước á đi coi bội để chấm số tử vi cũng thầy bội cũng nói thế này thế kia rồi. Cái thằng cha chấm số tử vi á, các bạn biết ông phản sao không? Ông thấy mình á, ông phản, tại vì thấy mình khuyết tật nguyên á, ông phản á, con sau này nên lấy ông nào gia 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 để mà sống cho hạnh phúc hơn, hoặc á, hoặc là sinh con nuôi hay gì đó nữa. Mình nói chung mấy chục năm rồi mình cũng quên rồi, nhưng mà thật sự các bạn á, mình thấy á, nhiều khi mấy cái ông thầy bội này á, nói đúng hay không đúng chưa biết, nhưng mà cái chuyện tương lai mà tự nhiên mà nói vợ chồng đang sống hạnh phúc như vậy mà tự nhiên nói sau này vợ chồng bỏ nhau hoặc là này nói thế kia, mình thấy hơi bực bội. Một hai ngày đầu thấy bực bội lắm, nhưng mà mình nghĩ thôi, cái ba nó bây giờ sống với nhau thì sống ngày nào biết ngày đó thôi, chứ biết làm sao được. Mình chỉ có điều mình cầu mong là chúng mình là luôn luôn mạnh khỏe thôi. Còn nếu mà lỡ mà có không chia tay á thì nói chung thời gian đầu thì cũng buồn về nay nọ, nhưng mà thời gian sau rồi cũng quen thôi. Có điều mình cái chi nữa làm video chá này ở nhà luôn không yên. Một điều mà mình lo ngại á là các bạn biết sao không, mình không thích ở tuổi mình không thích các bạn không biết các bạn biết các bạn không muốn biết biết đó thằng cha Dustin Aldo. Yeah, chè không ngon, ăn cân hết nữa, ăn cân hết nữa tô chè của mình rồi, chứ bây giờ là chè không ngon. Anh ơi, anh make food for em đi anh. No. Anh ơi, nấu. You had the opportunity. No, I worked all day. Nấu cho em đi anh. Honey, I cook for you a lot. That's enough. Anh make banana bread đi anh. I'm not making any banana bread. Why? Because I don't want to right now. I'm tired, man. You said you would. I will, but not right now. I don't want to right now. Thì một điều mình lo ngại nhất là mình không muốn sống một mình. Nói chung từ khi mà sinh ra lớn lên cho tới khi qua Mỹ, cho tới khi là chồng, cho tới bây giờ thì khi nào cũng sống với người khác hết, chứ chưa bao giờ sống một mình. Thật có cái miệng nói á thì ngon lành, nhưng mà tới khi chắc có lẽ là ban đầu thì sống thì hơi sợ, nhưng mà sau này mà nếu mà quen rồi cũng không sao ha. Thôi video đến đây thôi nha mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau và chúc một cuối tuần vui vẻ ha. Bye.